Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Tân Nông Hiệp thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán đủ các ngành nghề luôn. Đây là căn mặt tiền này. Căn nhà này có diện tích là chiều ngang 5m và chiều dài gần 28m, tổng là 135m², được chủ nhà đúc một trệt một lầu. Đây là căn nhà mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán, từ đây ra ngã ba ông xã chỉ hết khoảng chưa tới 1km thôi. Con đường này kinh doanh buôn bán rất là tấp nập nha. Bác nào có nhu cầu về kinh doanh buôn bán thì hãy liên hệ với em để đi xem căn nhà này. Ở đây kinh doanh buôn bán rất là sung nha. Đây ngay chợ nối dài đây. Và đây là căn nhà em giới thiệu cho khách hàng này, nhà một trệt hai lầu đây nha. Căn nhà này do chính chủ thiết kế thi công, chủ nhà là người thầu bên xây dựng nên là thiết kế thi công căn nhà này luôn. Bây giờ em sẽ sang review căn nhà cho quý vị cùng xem nhé. Bây giờ mình di chuyển này, chủ nhà đang bán đại lý tạp hóa đây nhé. Đây buôn bán rất là đông, kinh doanh buôn bán sầm uất này. Mình xin được nhắc lại căn nhà này có diện tích là ngang 5, chiều dài 28m. Nhà này có hướng Tây Nam, được chủ nhà đúc một trệt hai lầu do chính anh chủ nhà vừa thiết kế vừa xây dựng luôn. Anh chủ nhà là bên thầu xây dựng luôn nhé. Chủ nhà thiết kế view kinh doanh buôn bán dạng đại lý. Ở đây có view này rất là dài này. Sân này chủ nhà để dài khoảng 6-7m làm kệ bán đồ tạp hóa ở đây nhé. Đây có hai bên luôn. Trên đây chủ nhà đúc luôn này. Nhà này gồm 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, có sân thượng trước sau và có kho để hàng và có phòng ngủ ở dưới nhé. Di chuyển ở trong đây mình có thêm một lớp cửa thứ hai là cửa nhôm sinh pha. Cái nhà làm nhôm sinh pha và kính cường lực giả gỗ đây nhé. Đây mình quay lại view bán hàng cho quý vị mình cùng xem này. Đường xe rất là đông nhé. Di chuyển ở trong phòng khách, ở đây phòng khách chủ nhà để rất là dài nhé, do điều kiện kinh doanh buôn bán nên để hàng đầy hết luôn. Bác nào bên kinh doanh buôn bán chắc chắn là sẽ hiểu về này. Phía trên phòng khách chủ nhà để hệ thống trần trí thạch cao, hệ thống đèn led, đèn trang trí, đèn chiếu sáng ngay không gian phòng khách này. Di chuyển vào trong nhé, phòng khách rất là rộng, nhà ngang 5, chiều dài 27m, có hướng Tây Nam, nhà nằm ngay phường Tân Nông Hiệp thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nhà này cách ngã ba ông xã chỉ khoảng chưa tới 1km thôi nhé. Nhà mặt tiền đường, bác nào có nhu cầu về kinh doanh buôn bán vui lòng liên hệ với số điện thoại của em. Đây là không gian của căn bếp này. Nội thất căn bếp rất là ok nhé. Đây có bàn ăn 6 ghế, tặng một số nội thất cho quý vị mình khi mua về ở. Phía cuối mình có phòng ngủ và có phòng vệ sinh rộng nhé. Có cửa kính cường lực ngăn cách giữa không gian phòng tắm cũng như phòng vệ sinh. Đây mình có một phòng ngủ ở dưới này. Nhà mình có phòng ngủ dưới là rất tiện nha. Do chủ nhà kinh doanh buôn bán, ở phía sau mình có một kho để đồ nữa này. Và ở đây có tủ áo âm tường ngay đây. Tủ áo âm tường nha. Nhà đang ở nên mình cũng không quay kỹ lắm. Quý vị nào có nhu cầu đi xem
Em sẽ kêu chủ nhà mở cho quý vị mình xem kỹ nhé. Nhà view kinh doanh buôn bán tấp nập luôn. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên này. Cầu thang được chủ nhà làm đá đen kim sa, tay vịn gỗ căm xe cộng kiến cường lực. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là ngang 5, chiều dài 27m, tổng là 135m2. Được chủ nhà đúc một trệt hai lầu, đúc kiên cố trên cùng lập ngói thái. Nhà này có 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, view kinh doanh buôn bán. Nhà này gần ngã ba ông xã nhé. Trên đây mình có phòng ngủ thứ hai này. Phòng ngủ nào cũng rộng rãi nhé. Lối hành lang này chủ nhà đi để khá rộng nha, đi thoải mái luôn. Bên đây mình có phòng ngủ thứ ba cũng như phòng vệ sinh chung ở đây. Đây mình có phòng vệ sinh nha. Ở đây có phòng ngủ thứ ba này. Phòng ngủ nào cũng rộng rãi, đều có tivi, cửa sổ này, cũng như là cửa sổ ra sau và có tủ âm tường. Đây nha. Cửa chính căn nhà được chủ nhà làm cửa gỗ căm xe rất là đẹp nha. Tất cả hệ thống cửa đều được chủ nhà làm cửa nhôm sinh pha cũng như cửa gỗ căm xe. Bây giờ mình sang phòng ngủ thứ tư cũng như là sân thượng phía trước. Quý khách hàng xem hết video luôn nhé. Bên đây có phòng rất là rộng này, mình có thể làm phòng master, phòng cực rộng luôn nhé. Căn phòng này rộng khoảng trên 40m2. Đây có phòng vệ sinh riêng trong phòng luôn này. Tủ áo, bàn học, bàn trang điểm đầy đủ hết nha. Phía trước mình có sân thượng trước này, chủ nhà đúc ra hết luôn nha. Ở đây mình có thể trồng cây cảnh, uống cà phê. Do chủ nhà không có thời gian chăm sóc nên để không gian này rộng khoảng hơn 50m2. Sân thượng phía trước này nha. Sân thượng này rộng khoảng hơn 50m2. Bác nào có nhu cầu về đây trồng cây cảnh, buôn bán, cho thuê rất là ok. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá rất là mềm, chỉ 8 tỷ 500 triệu đồng, được thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà đấy nhá. Một mức giá rất là ok, nhà mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán. Lên tới lầu trên này, không gian cầu thang này chủ nhà đúc luôn nhá. Để bồn nước trên đây. Phía sau mình có sân thượng sau rất là rộng nha. Sân thượng đằng sau rộng khoảng 50m2. Chủ nhà đang nhốt chó nên mình cũng không tiện quay phía sau đó. Đây có kho này. Đây có kho nhé. Phía trước mình có phòng thờ cũng như sân thượng trước. Đây là phòng thờ này. Đây là sân thượng trước này. View kinh doanh buôn bán rất là tốt nhé. Đây, trên đây ngồi uống cà phê, hóng mát ở trên đây. Bên đây có căn biệt thự này. Rồi, xe đang lưu thông tấp nập nhé. Rồi, bác nào có nhu cầu đi xem thì vui lòng liên hệ với số điện thoại của em trên màn hình, số 0973 114 255. Em sẽ dẫn xem nhé. Nhà rất là đẹp.